Dạ hôm đi cả nhà ơi, ngày hôm nay Hân có một mâm trái cây rất là siêu to rồi cả nhà, gần cả chục ký luôn cả nhà. Hân rất là thích ăn trái cây cho nên trong nhà Hân lúc nào cũng có trái cây hết. Hôm nay Hân lên đây ăn cùng với em Suti nè cả nhà, nhưng mà em buồn ngủ rồi em lên đây em ngồi cái em nằm dài luôn nè cả nhà. Thì mấy hôm nay Hân không có ra video á, cũng như là không có xem video cả nhà thông cảm cho Hân nha. Tại vì nhà Hân có chuyện buồn á cho nên là Hân không có tâm trạng quay video, cũng không có tâm trạng để xem video cho cả nhà nữa. Cả nhà thông cảm cho Hân, ít bữa nữa Hân sẽ ổn định tinh thần lại, Hân sẽ xem lại video cho cả nhà nha. Lý do là ông nội Hân ở Việt Nam vừa mới qua đời cả nhà, mà Hân là cháu, mà đứa cháu ông nội rất là thương luôn. Nhưng mà đoạn đường cuối cùng của ông nội á thì Hân không đưa tiễn ông lần cuối cùng, cũng như không có nhìn thấy mặt ông lần cuối cả nhà, cho nên Hân rất là buồn luôn cả nhà. Thì chỉ những cái người con xa xứ á, khi mà có những cái chuyện trọng đại ở quê mà mình không có về được thì chắc chắn là sẽ hiểu cái cảm giác này nha cả nhà. Ông nội là người duy nhất còn sống lại trong còn sống trong tất cả các ông bà của Hân cả nhà, tại vì ông bà ngoại Hân cũng qua đời, bà nội cũng qua đời rồi, thì còn chỉ còn có mình ông nội thôi, nhưng mà bây giờ ông nội cũng qua đời luôn cả nhà. Cái cảm giác mà mình không có được về á cả nhà, chỉ xem hình ảnh qua online mà ở nhà quay cho mình coi á, cảm giác rất là đau lòng luôn cả nhà. Mấy hôm nay cứ cứ nhớ những cái kỷ niệm về ông nội không mà cả nhà. Lúc mà Hân đi qua Mỹ cả nhà, chuẩn bị đi qua Mỹ, Hân đến chia tay với ông nội cả nhà, ông nội Hân khóc rất là nhiều luôn cả nhà. Lý do là ông nội không có muốn là cháu của ông nội á phải đi lấy chồng xa, đi nước ngoài cả nhà. Ông nội có nói là ví dụ như mà mình lấy chồng gần á thì khi mà có việc gì cần á cả nhà thì mình sẽ tới được, còn nếu ở xa ông nội cũng không biết mình sống như thế nào á, có chuyện gì thì cũng không có kịp về cả nhà, cho nên ông nội rất là buồn luôn. Ông nội không muốn hơn lấy chồng á ở xa như vậy, nhưng mà duyên số mình cũng không có nói trước được gì nữa cả nhà. Thì khi Hân chia tay với ông nội thì ông nội nói là nhớ về thăm ông nội sớm sớm, để ông nội già, ông nội lớn tuổi, ông nội không còn nhớ hơn nữa cả nhà. Cách trước đó khoảng mấy tuần á, Hân có gọi điện về thăm ông nội thì ông nội vẫn còn nhớ hơn, nhưng mà sau cái cuộc trò chuyện đó thì ông nội giống như hôn mê, ông nội không biết gì hết và ông nội cũng không nhớ hơn là ai luôn cả nhà. Khi Hân gọi điện về á thì kêu ông nội thì ông nội có phản ứng, nhưng mà ông nội không có mở mắt cũng như là không nhớ. Thương lắm cả nhà, tại Hân có tuổi thơ cũng gắn bó với ông nội cũng khá nhiều, mà Hân học hành đến nơi đến chốn á thì cũng là do ông nội. Ngày xưa Hân học tiếng Hoa cũng là do ông nội. Nói chung là nhà Hân nó không có đồng ý Hân đi học tiếng Hoa. Buổi tối á, thì ông nội nói thì con cái muốn học hành như thế nào á thì cứ cho con học, nếu như mà lo không nổi thì ông nội lo cả nhà. Vì thế mà Hân học được tiếng Hoa suốt một chặng đường dài, học hết trơn lớp ở trong trường tiếng Hoa luôn cả nhà. Nhưng mà bây giờ á, thì đối với Hân, ông nội qua đời rồi á thì kỷ niệm nó ồ về rất là nhiều rồi cả nhà, cho nên đôi khi cả nhà thấy Hân nhắc đến ông nội á thì Hân xúc động cả nhà. Buồn lắm cả nhà ơi, nhưng mà không biết làm sao bây giờ, tại mình ở xa như vậy mình về không được. Cả nhà nếu như mà ở bên cạnh ông bà cha mẹ của mình á thì hãy thương yêu khi còn có thể như cả nhà, để khi mà mình đi xa mình không có về được á thì rất là chạnh lòng, rất là thương luôn. Hân nghĩ ông nội cũng rất là nhớ và thương Hân luôn cả nhà, nhưng mà hoàn cảnh không cho phép mình về được cái cả nhà, cho nên là Hân hy vọng là một ngày nào đó sớm về Việt Nam để có thể thắp cho ông nội nén nhang nha cả nhà. Chứ bây giờ ở bên Việt Nam không biết nói làm sao luôn cả nhà. Đám của ông nội mà không về được á, thấy hình ảnh ông nội á trong di ảnh đó cả nhà, miệng cười rất là tươi luôn, cảm thấy nó đau lòng dữ lắm cả nhà. Hân hy vọng là ông nội có thể sớm siêu thoát về miền cực lạc á, để ông nội không còn đau đớn nữa cả nhà.
Nãy giờ Hân xúc động quá, xin lỗi cả nhà nha, quay video mà cứ nước mắt giắt nước mắt dài. Thôi Hân mời cả nhà ăn trái cây cùng Hân nha, ăn để lấy lại tinh thần nha cả nhà. Đây Hân có chén muối ớt nè cả nhà. Hôm nay có nhiều loại trái cây nhưng mà trái cây ở bên đây ít có trái cây ngọt, và đặc biệt Hân mua được trái sabo nè cả nhà. Sabo ở bên bên Mỹ nha cả nhà, nhưng mà mua của người Việt Nam trồng bên đây nè. Cũng mắc lắm á cả nhà, nhưng mà trái sabo nó không có ngon á, giống như người ta hái non hay gì cả nhà, thì nó chín nó nhăn nheo vậy nè. Thì bây giờ á, theo quy tắc thì mình sẽ ăn trái cây chua trước khi mình ăn trái cây ngọt. Hân đố cả nhà, trái này là trái gì? Cả nhà nhìn sơ ngang cả nhà sẽ nói nó là trái táo cả nhà, nhưng mà nó không phải nha cả nhà. Đây nó là trái mận cả nhà, trái mận Mỹ nè. Đây cả nhà, không biết sao mà có giống mận như thế này á, thì Hân sẽ cắt ra bên trong cho cả nhà xem nha. Hôm nay Hân có mận rồi có đào nữa cả nhà. Tiểu bang Hân là tiểu bang của trái đào á, nhưng mà mùa này không phải là mùa đào. Đây cả nhà, bên trong của trái mận này cả nhà, nó giống y như trái táo luôn, nhưng mà nó cái vị như thế nào Hân ăn Hân sẽ nói cho cả nhà biết nha. Nó rất là mọng nước luôn cả nhà, rồi nó chua chua ngọt ngọt á, mình chấm với muối ớt rồi nè, ăn cho đỡ chua. Hân không hiểu sao á, nước cây bên đây nó chua quá. Hân thì ăn chua hơi dở nữa nè. Hân chia sẻ lý do mà ông nội Hân mất cả nhà, là do ông nội Hân đang đi xong ông nội bị té, chân của ông nội bị gãy, gãy xương đùi ở cả nhà. Rồi đi bắt đi bệnh viện thì bác sĩ nói là phẫu thuật thì cũng năm ăn năm thua cả nhà. Nhưng mà nhìn ông nội trông đau đớn thì cả nhà mới bàn nhau là thôi đi phẫu thuật cho ông nội, có thể là may mắn ông nội lành chân lại á cả nhà. Nhưng mà không biết sao khi mà phẫu thuật xong rồi chân của ông nội không có lành á cả nhà, nhưng mà nó bị giống như cái nhiễm trùng cả nhà, người của ông nội bị lở hết á. Mà ông nội nằm chắc khoảng tầm tháng mấy 2 tháng gì đó là ông nội qua đời luôn cả nhà, chứ không phải là ông nội Hân bệnh rề 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 và dẫn đến nằm lâu năm mà mất cả nhà, cho nên á đau lòng lắm. Hân nghĩ là Hân có thể về kịp để thăm ông nội á cả nhà, nhưng mà cuối cùng thì Hân không về được á, do trục trặc một số giấy tờ cả nhà, cho nên hiện tại Hân cũng không về được nữa. Nhưng mà cả nhà cùng ăn cái cây với Hân nha. Hôm nay em su ti ngủ luôn rồi cả nhà, không có, cũng không có tâm trạng quay video với Hân nữa cả nhà. Hay là em ấy cũng không thích trái cây. Mọi thứ mình ăn một miếng rồi cả nhà, ăn hết cái mâm này á. Mọn nó thì cũng ngọt ngọt chua chua hơn. Còn đây là trái đào rồi cả nhà, trái đào chứ ở Việt Nam cả nhà thấy nhiều quá. Ngoài vườn Hân có trồng 2 cây đào, nó đang ra bông cả nhà, không biết năm nay có trái không ạ. Ở bên trong trái đào nó về nè cả nhà, mình chấm muối ăn nha. Trái đào rất là thơm luôn, nó có độ giòn nữa đó nha, giòn ngọt. Cái giống đào này có ngọt, có hai, ở bên đây có 3-4 loại đào rồi cả nhà, đào trắng, đào vàng, đào đô nệt, không biết giống gì mà cũng ngọt. Ngon cây nữa ơi, Hân ăn trái cây trừ cơm cũng được luôn á. Cái mận, cái táo, cái ruột ở trong nó không giống giống nha cả nhà, nhưng mà cái mùi vị nó khác nhau nha. Trái đào nó chín nó thơm hơn trái mận. Trái mận nó chín thì nó nhiều nước hơn trái đào đó nha. Rồi á, bên đây là cherry nè cả nhà. Hình như là nó chưa vào mùa cherry, mà không biết là cherry đó ở bên tiểu bang Cali thì nó có trồng nhiều cả nhà, nhưng bên Hân thì không thấy ở đâu có cái vườn cherry này hết trơn á. Thì cherry Hân cũng hay ăn cả nhà, không biết là trồng nghịch mùa hay sao mà giờ này có trái ha. Nó giống cherry này rất là ngọt, không miếng chua nào hết, vừa giòn vừa ngọt không cả nhà. Lâu lâu lên đây ăn mâm trái cây cũng hấp dẫn lắm cả nhà. Cho em Suti ăn một miếng đồ ăn của em nha, cho em mới tỉnh lại chứ nãy giờ em mới nằm hoài chờ hơn hoài rồi. Cherry rất là ngọt nha cả nhà. Còn đây là những cái trái xoài con nhỏ nhỏ rất là dễ thương cả nhà. Cả nhà xem hai loại xoài nè cả nhà,
đây trái lớn và trái nhỏ nha, đây là còn xoài sống ở cả nhà, ở trong ruột nó cũng màu vàng á, nhìn cũng ngon hấp dẫn lắm. Đây là trái xoài nhỏ xíu nè, nhìn nhỏ xíu cái hộp nó dẹp lép rồi cả nhà. Hôm xem mấy bạn ở trên bán trái cây review cả nhà, nói trái xoài này ngon quá nè. Cái Hân đi chợ không thấy trái xoài này, khi Hân cũng mua ăn thử á, nhưng mà bên trong nó là cả nhà nó vàng ươm luôn. Nhưng mà nó rất là ngọt luôn cả nhà, ngọt rồi thơm nữa. Còn cái loại xoài to này nè cả nhà, ôi không làm gấp, cái loại xoài to này nè cả nhà thì mình ăn sống ngon hơn là mình ăn chín nha. Và nhiều khi chín nó có sơ cái nhà, nó không có ngon, nhưng mà cái này thì ngon à. Cả nhà ơi, cả nhà thích chế nào thì cả nhà lấy ăn tự nhiên như cả nhà. Cái xoài này ngọt không thích nè, coi cần chấm muối ớt luôn cả nhà, nó chín hết trơn rồi. Cho con miếng nè. Suti mà có đồ ăn của Suti thì nó tỉnh lại liền nè cả nhà. Cả nhà xem nè, quýt ở bên đây nè cả nhà, nhìn cái quýt nè, nhìn cưng luôn cả nhà, cái màu nó rất là cam luôn cả nhà, thay vì màu vàng nó thành màu cam, rất là cái ăn cũng ngọt lắm á, nó phập phiều lên về nha. Mời cả nhà nha, ăn trái xoài chín xong rồi không biết ăn trái quýt nó có ổn không cả nhà. Chấm vô. Mặc dù mình ăn cái xoài nó ngọt rồi, tại vì cái quýt này nó cũng ngọt cho nên nó cảm giác thấy mình bị chua cả nhà. Nãy giờ không ăn được xoài nha, mận nè, xoài nè, mận nè, đào nè, quýt nè, được ra nè, là năm loại cả nhà. Mà ngồi đây ăn hết mâm trái cây á thì mất nhiều thời gian cả nhà lắm. Khi mà mình lên đây mình quay video cả nhà, mình set up một video, mình nói chuyện, mình muốn truyền tải những cái thông điệp mà mình muốn gửi đến cả nhà rất là nhanh luôn. Cho nên lay hoay á là cái video lại khá dài á cả nhà. Thì không mời cả nhà ăn trái nho xem nó ngon không nha cả nhà, nho Mỹ á, màu xanh. Vừa giòn vừa ngọt không cả nhà. Su Ti thì không ăn được nho, cherry cũng không ăn được nữa, tại á nó giống gió nó bị vậy cả nhà, cho nó ăn thì nó ảnh hưởng đến tha gan thận á, cho nên là có những loại trái cây ăn được, có những loại trái cây ăn không được nha. Nói chung là nho này, loại này thì rất là ngọt luôn cả nhà, vừa giòn vừa ngọt nữa. Còn đây là táo rốt kiếp nè cả nhà, những video trước cả nhà thấy á, thì bây giờ Hân sẽ mở cái Sabo cho cả nhà xem nha. Sabo bên đây, tại vì Hân rất là thích ăn Sabo luôn cả nhà, nhưng mà cả nhà xem người ta bán nè, ở trong của nó trắng trắng vậy cả nhà, chứ nó không có ngọt như lời quảng cáo nha. Hồi trước thì Hân mua của một bạn kia thì cũng ngon lắm, cái này chỗ này nó cũng gần gần của Hân á, cái Hân mua thử nhưng mà không có ngon, mắc mà không có ngon nữa cả nhà. Này, Hân mời cả nhà miếng Sabo nha, đây Sabo ở bên đây, nó lạt lắm cả nhà, nó không ngọt. Hôm bữa trước không thấy em mua miền Tây với cả nhà ăn một mâm trái cây vú sữa tím với lại thanh long á, có 50.000 một mâm hoành tráng luôn. Bình thân á mà mua cái mâm trái cây giống như em mua miền Tây á cả nhà thì nó 5 triệu á cả nhà ơi, chứ không phải là 50.000 giống như Việt Nam đâu. Vú sữa bên đây cũng rất là mắc nha, nhưng mà nó cũng không ngon nữa cả nhà, tại người ta bán á không ngon. Nếu như cả nhà chưa tương tác với em mua miền Tây thì có thể qua tương tác với em mua miền Tây nha. Em ấy ở quê á, nấu những cái món ăn ở quê, cả nhà quay những cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày á, em ấy cũng rất là nhiệt tình luôn á. Còn nhiều cháo cũng chưa ăn, đa phần á là một mâm bên đây đem lên ngồi trò chuyện với cả nhà, đem một ít trái cây lên đây cùng ăn, chứ Hân ăn đâu có hết được cả nhà. Mâm này Hân ăn cũng hơi bị lâu á, nhưng mà Hân cũng rất là nhớ cả nhà luôn, cho nên quay video chia sẻ với cả nhà chút xíu. Thì video của Hân cũng khá dài rồi cả nhà, Hân xin tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau nha. Video của Hân á thì nếu cả nhà thích thì có thể bấm like đăng ký kênh để có thể xem được nhiều video clip tiếp theo của Hân như cả nhà. Hân bye bye, hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau, bye bye.